Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đông và Biển Hoa Đông có thể gây gián đoạn không lưu và tăng thêm căng thẳng với các nước láng giềng có tranh chấp trong khu vực. Cuộc tập trận bắn đạn thật đang diễn ra ở Vịnh Bắc Bộ gần Việt Nam và cuộc tập trận ở eo biển Bột Hải dự kiến kết thúc vào đầu tháng 8, trong khi một cuộc tập trận khác kéo dài 5 ngày ở Biển Hoa Đông mà Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói là thường lệ sắp khởi sự vào ngày 29 tháng này và chấm dứt ngày 2 tháng 8. Tờ Bắc Kinh dẫn lời một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc nói, dù quy mô các cuộc tập trận hiện nay lớn hơn trong quá khứ, nhưng các cuộc tập trận thường niên này được tổ chức cùng thời điểm là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tân Hoa Xã đưa tin là Trung Quốc khuyến cáo tàu bè không được lai vãng tới khu vực cuộc tập trận ở Biển Hoa Đông và yêu cầu giới hữu trách bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra tập trận từ 12 giờ khuya tới 6 giờ chiều mỗi ngày. Giới phân tích cho rằng các cuộc tập trận quy mô lớn cho thấy Trung Quốc đang làm gia tăng các căng thẳng quân sự, trong khi Bắc Kinh vẫn luôn chỉ trích Hoa Kỳ và Nhật Bản gây nên căng thẳng. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết là đã lên kế hoạch các tuyến đường bay thay thế để giảm thiểu các chuyến bay bị đình hoãn vì các cuộc tập trận. Truyền thông Trung Quốc loan tin các hãng hàng không từ tuần trước đã được lệnh cắt 1/4 các chuyến bay tại một chục phi trường, kể cả ở Thượng Hải, vì mức độ tập trận liên tục. Lệnh này được đưa ra một tuần sau khi quân đội Trung Quốc bắt đầu 3 tháng tập trận bằng đạn thật tại 6 quân khu, bao gồm không phận Thượng Hải.